Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, liên quan đến vụ 222 người nghi ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Châm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, ngày 14 tháng 3 đã nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc cơm gà tại quán cơm gà Châm Anh trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, làm nhiều người bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, phải nhập viện điều trị. Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 476 ATTP NDTT đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo ngay các cơ sở y tế trên địa bàn tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị tạm thời đình chỉ cơ sở nghi gây ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm chuyển tới đơn vị kiểm nghiệm được chỉ định gần nhất để xét nghiệm, điều tra, xác định rõ nguyên nhân và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tuyên truyền, giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm. Việc này nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm trong lựa chọn sử dụng thực phẩm, khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ. Báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm theo quy định. Trước đó tối ngày 13 tháng 3, nhiều người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở quán cơm gà Trâm Anh. Tính đến 15 giờ ngày 14 tháng 3, đã ghi nhận 222 ca nhập viện liên quan đến quán cơm gà Trâm Anh, đường 3 triệu, thành phố Nha Trang. Các bệnh nhân nhập viện ở 11 cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó số ca nhập viện điều trị là 157 ca, 55 ca kê đơn cho về theo dõi ngoại trú, có 2 ca xuất viện và số ca đang điều trị là 155 ca. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang là nơi có đông bệnh nhân điều trị nhất với 45 bệnh nhân, bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đánh giá các ca bệnh hiện đáp ứng tốt với hướng điều trị. Các cơ sở y tế đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, hiện đang chờ kết quả nuôi cấy. Kết quả cấy phân ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang của hai bệnh nhân nhi có liên quan đến quán cơm gà cho ra dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân chính gây nhiễm khuẩn đường ruột. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện tiếp tục theo dõi bệnh nhân đang điều trị cập nhật trường hợp thu dung mới và chia sẻ kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ để định hướng công tác điều trị tiếp theo